Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Camry giá bán thời điểm tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2023 này. Và trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Camry phiên bản xăng điện màu đen, nội thất đen. Thì Toyota Camry được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và giá là được các phiên bản như sau. Và Toyota Camry đã ra hạ nhiệt, có dấu hiệu ra hạ nhiệt từ đầu năm 2023 này. Thì thời điểm này là thời điểm giá cũng khá tốt so với thời điểm cuối năm trước và đầu năm nay. Với quý 2 năm 2023 này thì giá niêm yết của các dòng xe Camry như sau. Giá niêm yết của phiên bản đầu tiên, phiên bản tiêu chuẩn 2.0G có giá niêm yết là 1 tỷ 105 triệu. Và ở thời điểm này thì em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì giá lăn bánh chiếc xe 2.0G là 1 tỷ 190. Còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng 345 triệu để trả góp. Còn phiên bản thứ hai cũng là phiên bản 2.5 nhưng mà là 2.5 cũng là 2.0 nhưng mà là 2.0Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 220 triệu. Và ở thời điểm tháng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2023 này thì bên em đang giảm cho anh chị ưu đãi rất lớn từ trước tới nay, thì ưu đãi lên đến 47 triệu tiền mặt. Và ngoài ra vẫn tặng cho anh chị thêm một gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Thì với cái ưu đãi bên trên thì chiếc xe 2.0Q lăn bánh ở trên thị trường biển tỉnh thì chỉ còn là 1 tỷ 3. Và để trả góp thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 380 để lăn bánh chiếc xe 2.0Q rồi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản huyền thoại nhất là phiên bản 2.5Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 405 triệu. Và ở thời điểm này thì em đang giảm cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 37 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 15 triệu nữa. Thì với cái gói phụ giảm giá như bên trên thì bên em lăn bánh chiếc xe này tính ra cho anh chị khoảng tầm 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 113 triệu. Còn về trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 440. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 2.5 HV hay còn gọi là phiên bản xăng lai điện Hybrid. Như anh chị thấy ở phần đuôi xe có ký hiệu Hybrid ở đây. Thì giá niêm yết của dòng của chiếc xe này là 1 tỷ 495. Và ở thời điểm này thì bên em đang bán nguyên giá và tặng cho anh chị gói phụ kiện đầy đủ trị giá 20 triệu, bao gồm phim sàn cam hành trình, rồi bọc hõm cửa, rồi khay cốp, các cái phụ kiện theo xe đầy đủ, anh chị về chỉ việc đi thôi. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 1 tỷ 650 triệu là để lăn bánh. Còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 472 triệu là để trả góp, số tiền tối thiểu. Thì giá bán của dòng xe Toyota Camry thì em vừa thông báo với anh chị ở bên trên rồi. Thì bây giờ em sẽ đi qua một lượt cái chiếc xe này. Cả bốn phiên bản thì cái form bên ngoài nó cũng khá là giống nhau, đặc biệt là ba phiên bản phía bên trên, ba phiên bản cao thì có phần đèn là đèn full LED ở cả bốn phiên bản này, có logo dạng 3D cho ba phiên bản cao cấp của cam 360 ở phiên bản 2.5Q và 2.5HV. Ngoài ra thì vẫn la xăng này, duy nhất có phiên bản tiêu chuẩn phiên bản 2.0G thì sẽ được trang bị là la xăng dạng đúc thôi, còn cả ba phiên bản cao đều là trang bị la xăng dạng phay xước. Ngoài ra thì ở phần gương thì được trang bị cũng như nhau, cũng được mạ chrome ở cánh cửa. Và ở phần đuôi xe thì duy nhất có phiên bản 2.5Q thì sẽ có pô đôi. Còn cả phiên bản, còn ba phiên bản còn lại thì chỉ dùng pô đơn thôi, kể cả phiên bản 2.5HV này. Còn về phần nội thất, trước khi vào nội thất thì em sẽ cung cấp thêm một chút thông tin là về ngoại thất của chiếc xe này thì có 3 lựa chọn, tuy nhiên là chỉ có 2 lựa chọn là được nhiều đa số đông lựa chọn là màu đen và màu trắng. Còn về phần nội thất thì cũng có 2 lựa chọn là màu đen và màu be. Còn đây là tùy chọn về nội thất màu đen, nếu anh chị nào thích sự thể thao sang trọng thì lấy giúp em màu đen, còn nếu anh chị nào thích rộng rãi sáng sủa thì lấy giúp em màu be. Còn đây là phần nội thất bên trong của xe, phần nội thất bên trong của xe của ba phiên bản 2.0G, 2.0Q, 2.0, 2.5Q và 2.5HV là ba phiên bản cao cấp thì sẽ có cái nội thất nó tương tự như nhau, đều được trang bị loa JBL, 9 loa JBL kèm với hệ thống màn hình JBL này, có điều hòa 3 vùng tự động này,
có 3 điều hòa bơm tự động, phanh tay điện tử, 3 chế độ lái, đều có cái bảng điều khiển cho hàng ghế thứ hai nhờ cái hai vị trí. Hàng ghế thứ hai thì cả 3 phiên bản xe vẫn còn mới, vẫn còn nguyên ninông, thì cả 3 phiên bản cao cấp đều được trang bị cái cụm điều khiển khiển cho người ngồi thứ hai, chỉnh ghế điện, rèm cửa cũng như là cả rèm sau nữa, rèm điện. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry thời điểm hiện tại và so sánh cũng như là phân tích cho anh chị về một chút sơ bộ về các cái phiên bản xe Camry. Thì anh chị nào quan tâm đến các vấn đề như là giá xe, lịch xe, màu xe hay các vấn đề liên quan đến trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.